Mời các bạn ngắm tiếp những cây còn lại của vườn anh Toán. Anh có cây gì to thế? Ba giấy à? Không, cây sung. À đây cây sung à? Ôi sung to nhỉ. Anh đứng lên gốc cơ nè. Quái kìa. Cao khoảng 5 mét. 4 mét nhỉ? 4 mét. Tay tán tay cành trông trông như là rồng bay phượng múa này. Đẹp nhỉ, con này. Đẹp, con này đẹp. Đấy, con này rất đẹp. Con tử này anh cấy là của nó đấy. Tử cấy à? Cấy. Tử này trông đẹp nhỉ. Thế này nó có nhiều tiền không anh? Nó cũng bình vài chục. Vài chục đấy à? Vài chục thôi các bạn ạ. Đấy, đấy. Ngoài sung ra anh cũng có cả dưới này. Dưới to nhỉ, cao trên 2 mét. Dưới này cũng là dáng siêu. Siêu con này dáng siêu. Anh cũng đang giai đoạn tập tác các bạn ạ. Giả lắm. Kinh điển. Người lâu là còn hài là con này gớm đấy. Gớm. Gớm, gớm ghê đấy nhỉ. Con dưới thì đẹp con này. Đấy. Đâu dưới nào anh? Đấy. Dưới đây à? Đấy cái dưới đây. Cái này thì đúng là cao quá nhỉ? Cao. 5 mét. Con này cao quá kinh điển. Đúng không? Con đàn chỗ đâu? Con đàn đâu? Anh đọc lại số điện thoại gái xem nào. 037 99 033 99 33 090. 037 99 33 090. Đấy. Con đàn trâu đống. Con đàn trâu đống. Rất đẹp. Đó. Nam Điền. Rất đẹp. Cây là cây xanh quê anh nhỉ? Vâng. Rất già. Dáng làng. Những hàng này anh vừa nói nhỏ với sách nhà cũng rất rẻ đấy các bạn ạ. Rất hợp lý đâu. Một trong những tác phẩm tân cổ điển nhỉ. Yeah. Rất già. Còn ảnh già lắm. Già lắm. Rồi, các bạn nhìn kỹ bộ bệ này. Kẻ quá già. Quá rất đẹp. Không cao hơn mét. Bóng rộng cũng hơn 1 mét. Và bên trong này cũng một cây quê. Còn bám đá. Quê bám đá. Bám mít luôn. Rất già. Rất to nha các bạn nhé. Không phải bé đâu. Này là đều phải xe cẩu hết đấy. Quá kinh điển. Anh nói chung anh sở hữu toàn xanh cỏ đấy nhỉ. Toàn cây cỏ là chính. Cái này gọi là cây gì anh? Long cuốn thủy. Long cuốn thủy à? Xanh quê nhỉ. Và này đúng chất Văn Giang. Chất Văn Giang. Chất Văn Giang. Long cuốn thủy các bạn nhé. Nhé. Già lắm. Rất già. Kiểu khách rất hay nhỉ. Đấy. Bạn nào mà thích những phong cách này thì điện thanh toán nha. Để biết đâu lại được sở hữu những tác phẩm này. Rất đẹp. Long ấy chứ đẹp. Đẹp chứ con này đẹp. Si bonsai. Hai người khiêng nhẹ ra anh nhỉ. Đấy xì à? Dạ, xì. Một người B lặng, hai người B nhẹ. Xì đa, đúng Sida. Anh xếp này là quá chuẩn đấy. Xì đa lộc. Đúng rồi, xì đa. Xì đa lộc, lộc bên trên. Đúng rồi. Đấy, lộc.
Đây là lộc. Năm thân đấy. Năm thân. Bóng rộng nha. Và con này quả là dày đặc. Còn tự nhiên. Cũng là cô trọng lâu lắm là đây ngọc bút. Rừng cây đời người hả anh? Vâng, rừng cây đời người. Có phải không? Đúng rồi. Đấy, tác phẩm rừng cây đời người. Toàn si tai chuột. Rất già. Rừng cây đời người các bạn ạ. Là một dàn. Dàn già này cũng không phải đơn giản đâu. Không phải dễ đâu, đừng có đùa. Đấy. Cần thăng đây. Ông nào muốn thăng quan tiến chức thì gặp bác quán. Đơn này đằng sau, cái đơn và giả lắm. Thế và giới thiệu các bạn đây là một cây xanh song thụ này. Cây này cũng kỳ gớm lắm này. Và các đao phủ trẻ là thích, nhìn cây này thèm lắm này. Thịt nhỉ? Yeah. Đấy, giới trẻ là thích thịt lắm. Long. Con này phải long anh. Long đấy. Long con nhỉ? Rất giả. Ủa, lòng này thì là kinh khủng rất già nhá. Này chia sẻ cho các bạn toàn những cây già này. Toàn những cây già. Toàn cây già. Đột un. Rậm quá, không nào anh đọc đi. Wow. Đọc đi. Wow. Ôi, cái bẻ anh. Vâng, bẻ. To thế. Rộng mấy mét anh? 2 mét. Rộng 2 mét, dài 2 mét. Dài 2 mét. Vuông. Không, ngang có 1m21. À, ngang 1m21 à? 1968. 1m2. Sâu bao nhiêu? Sâu 40. Sâu 40. Đẹp đấy nhỉ. Đấy, có khách đấy nhưng mà ông còn phải đợi ngày đấy. Cái dưới này đúng là, từ nãy giờ mình nhìn thấy. Nhất trụ kinh thiên. Nhất trụ kinh thiên này anh? À, đầu đội trời chân đạp đất. Đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng hàng này cũng có giao lưu chứ. Vâng. Cũng có giao lưu các bạn nhá. Cao 2,5 m. Con này vanh vào khoảng 80 các bạn. 8-90 nhỉ. To mà con này to. À, vanh cao là hơn mét. To lắm. Đấy. Bên là cái gì? Xanh đấy, Lam Điền. Mảnh đời còn lại. Lam Điền. Cũng cao khoảng 1,5 m các bạn nhá. Rất già. Dạ, con này. Nói chung là con nào cũng là dây dạ. Loang hoàng. Tay cành à. Vung văng. Con này mà cắt tỉa ra con này đẹp. Cũng đẹp chứ, con này cũng đẹp nhé. Con này vàng xanh này cũng tay nó rất đẹp. Rất cổ. Cắt ra là đẹp. Rất già đấy, không đơn giản đâu. Có cái nào gặp và bác Lào là mới là điều quan trọng. Bác có kết hay không? Nếu kết là bê bết nhỉ? Yeah. Kết là bê bết. Thế còn đây là gì đây? Nam Điền. Cũng Nam Điền. Phá. Phá thế à? Phá thế. Phôi đấy các bạn ạ. Nói chung là trên này chưa có gì. Phá. Thế nhưng mà bên dưới này rất đẹp. Cũng có cổng tam quan này các bạn nhé. Đáng ôm mà. Giả lắm. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào quý vị và hẹn quý vị ở chương trình sau.